For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ xin được chuyển sang nội dung đáng chú ý. Tạo hình Chipu trong phim Việt về Ma Cà Rồng. Chipu đóng ác nữ, đứng đầu tuyến phản diện trong Người Mặt Trời, phim Việt 18 cộng, đề tài Ma Cà Rồng. Ekip tiết lộ tạo hình diễn viên trong video hậu trường vào sáng ngày 2 tháng 12. Cô đóng vai Triệu, người sống hơn 400 năm, có thế lực hùng mạnh trong thế giới đồng loại. Nhà thiết kế mỹ thuật Đỗ An cho biết, phân đoạn Triệu tổ chức tiệc sinh nhật là một trong những cảnh được dàn dựng công phu, thể hiện địa vị, sự giàu có và quyền lực của nhân vật. Khi tiền kỳ, nhà sản xuất phải tìm một nhà thờ cũ làm bối cảnh cư trú của loài ma cà rồng, sau đó tu sửa để đảm bảo an toàn cho diễn viên. Chipu cho biết vai diễn mới mang tính cách ác nhất từ trước đến nay của cô trên màn ảnh rộng. So với vai trong Chị Em đóng cùng Thanh Hằng năm 2019, nhân vật Triệu tàn bạo ích kỷ hơn vì trải qua nhiều đau khổ mất mát. Cô dành nhiều tháng dưỡng trắng, ăn kiêng theo chế độ để giữ dáng yêu cầu tạo hình nhân vật. Dự án đánh dấu lần tái xuất điện ảnh của Chipu sau thành công với show truyền hình Đạp Gió 2023 ở Trung Quốc. Hồi tháng 7, cô là một trong 11 người xuất sắc tại show cùng Ella Giả Tỉnh Văn. Cô tên thật là Nguyễn Thủy Chi, 30 tuổi, từng đóng các phim điện ảnh Chị Em, 10 Lời Nguyền Trở Lại. Từ năm 2017, cô ra các MV Từ Hôm Nay, Em Sai Rồi, Anh Xin Lỗi Em Đi, Mơ Anh. Đạo diễn Việt Kiều Timothy Linh Bùi ấp ủ ý tưởng cho Người Mặt Trời từ năm 2016. Không thạo tiếng Việt, anh viết kịch bản bằng tiếng Anh, sau đó nhờ cộng sự dịch sang ngôn ngữ mẹ đẻ. Đạo diễn chọn tên Người Mặt Trời để hướng đến chủ đề khát vọng sống. Theo truyền thuyết phương Tây, ma cà rồng không thể bước ra khỏi ánh sáng, song nhiều nhân vật trong phim vẫn mong mỏi, cảm giác được đứng dưới mặt trời như dấu hiệu của sự sống. Người Mặt Trời xoay quanh hai anh em ma cà rồng, Marco, Thuận Nguyễn và Nhật Trần Ngọc Vàng thủ vai. Sau 4 thế kỷ sống ẩn dật, họ bị lộ danh tính vì Hạ, một nữ sinh cấp 3 do Trịnh Thảo thủ vai. Người anh muốn tiêu diệt Hạ để bảo vệ giống loài, còn người em quyết định chống lại anh để bảo vệ cô. Chipu đảm nhận vai thủ lĩnh, người sắp xếp trật tự luật lệ của thế giới ngầm. Tác phẩm ra rạp ngày 8 tháng 12 là một trong những phim Việt tham gia vào chặng đua cuối năm. Kẻ ăn hồn, phim của nhà sản xuất Tết ở Làng Địa Ngục, dự kiến công chiếu cùng thời điểm với sự góp mặt của Hoàng Hà, diễn viên đóng Giao Ánh trong Em và Trịnh năm 2022. Quỷ Cẩu, tác phẩm kinh dị có nghệ sĩ Kim Xuân Quang Tuấn đóng, ra rạp hôm 28 tháng 12, cùng dịp với Trên Bàn Nhậu Dưới Bàn Mưu, phim hài của Diệu Nhi, Thúy Ngân. Những thông tin này cũng đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Quý vị hãy like, share và subscribe kênh News 247 để luôn được cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trong nước và quốc tế. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo trên kênh News 247.